Ôi trời ơi, cái con trâu gì mà to quá. Ôi chào anh. Ôi ơi, chú ơi, chú bà con cô bác có thấy người yêu mày dung của tôi ở đâu không? Làm ơn chỉ dùng tôi với. Mày dung ơi, em ở đâu? Thôi quan ngôi sao miệt vườn, lần đầu tiên mà A Trướng mới đến đây, thấy ở đấy đẹp quá, miệt vườn quá. Ủa? Mày Dung ơi, em ở đâu Mày Dung? A Trướng, A Trướng. Ô, Giang ơi, Mày Dung. Sao tự nhiên anh xuống đây? Anh đi tìm em mà Mày Dung. Ủa mà sao? Thôi. Em nói với anh là em đi xuống suối, em đi dạo phố, em đi mua đồ mà sao mấy tháng nay em bồ anh? Thì bữa đó cũng xin anh đi xuống dưới này đi mua mỹ phẩm về xài cho nó trắng, cái xuống xài thấy nó đẹp quá cái là xin ở đây luôn. Ồ Giang ơi, công nhận cái mặt em ở trên kia đen như cục than mà xuống đây nhìn trắng mơn mờn nha. Dạ thì cũng nhờ xài mỹ phẩm của chị Dung Văn Dung Vẽ, với lại thấy chị Dung hay đi với anh Khương Dừa mà có quảng cáo cái mỹ phẩm đó, thành ra là em mua em xài, em thấy nó ok rồi em xin ở lại cùng làm luôn. Mà sao em không về báo với cho anh một tiếng? Thì cũng tại anh không. Ồ sao lại tại tôi? Ở trên đó anh có đâu có lo đủ cái ăn thức uống hàng ngày đâu, ngày nào cũng phải đi lên rẫy, lên nương đi kiếm đồ ăn, đi kiếm hoa, kiếm rau, kiếm trái cây mà bây giờ còn không đủ đi ăn nữa thì sao mà em ở lại được? Xin lỗi mày Dũng nha, tôi thì tôi chỉ bị không có được học hành như người ta, tôi chỉ cần cù bù thông minh thôi. Nhưng mà Dung biết không, ở cái vùng cầu đất của mình á thì có rất là nhiều trà, và tôi đã làm ra loại trà đá hương đào đây. Mấy Dung coi đi, trà từ cốt trà ô long cầu đất này. Mấy Dung, thôi đây là sản phẩm của tôi. Thôi anh bớt đi, cái này của già làng đúng không? Không, cái này là sản phẩm của A Trướng. Thôi A Trướng ơi, A Trướng ở nhà A Trướng cuốc cái đất không xong nữa mà A Trướng làm được cái sản phẩm trà, cái gì hương đào, cái gì mày Dung không tin. A Trướng tuy là không được ăn học đàng hoàng nhưng mà A Trướng đi theo một ông thầy làm trà, nghề dạy nghề, cho nên là đã làm ra được trà hổ long hương đào. Đây, A Dung coi đi. Là bây giờ A Trướng là làm cái này xong rồi đem đi cho người ta hả? Không đi cho lấy cái gì mà ăn. Vậy chứ làm gì? A Trướng đi bán. Đi bán hả? Đúng rồi, đi bán để mới có tiền để mà sau này qua bắt mày Dung về làm vợ chứ. Trời đất ơi, là biết đi làm trà rồi đem đi bán là đi kinh doanh đó hả? Người ta gọi là doanh nhân á hả? Phi thương bất phu. Trời ơi, cái gì mà trà đá hương đào gì từ cốt trà ô long cầu đất này. Trời ơi, khi mà A Trướng nói vậy tự nhiên cái Dung nhớ đến quê. Mình lên cầu đất, mình săn mây. Đúng rồi. Đà Lạt thì sẽ có những cái vùng đồi trà xanh mơn mởn. Đúng rồi. Những cái đám mây trắng như cái mặt của Dung vậy đó. Trắng như mây. Mày Dung vẫn nhớ mỗi lần mà mình ngồi ngay chỗ cầu đất đó, mình ngắm mây, ngắm gió. Cái tự nhiên lúc đó mà có chột bụng hay gì đó là chạy vô vườn chè. Làm gì? Mày Dung làm gì trong đôi chè? Đi chụp hình. À đi chụp hình. Ừ. Làm A Trướng cứ... Đi chụp hình. Ôi Mày Dung bây giờ về với A Trướng đi. A Trướng bây giờ là bán trà rồi, sắp có tiền để mình nuôi cái bụng của Mày Dung rồi. Là A Trướng là quyết tâm là kinh doanh đó hả? Kinh doanh. Là có cam kết là kiếm được tiền không? Thôi nói cái giọng mà giọng người kinh luôn đi. Ủa mà Mày Dung làm gì ở đây? Mày Dung ở đây hả? Mày Dung... sau khi mà Mày Dung xuống như này hả? Mày Dung được mọi người rất là thương. Rồi Mày Dung kinh doanh. Rồi Mày Dung làm mỹ phẩm. Rồi Mày Dung phụ giúp ở đây là làm đẹp, làm sạch. Được anh Khương Dừa thương nữa, thành ra là hỗ trợ anh Khương Dừa làm đẹp, làm sạch cái quán này. Tuyệt vời quá.
cầm chổi đi quét két liền, đệ lên. Sao mà thấy cha lại bù bù tướp vô à, cầm chổi đi quét liền. Ôi, lên. Ô Giang ơi, bên là sao? Ô Giang ơi. Ồ, vậy mình là đáp vụ chứ không phải là phục vụ. Không, làm sạch, làm sạch. À, làm sạch. Làm sạch. Làm sạch. À, thì hàng ngày kiểu giống như là quán người ta bán xong á, cái xong rồi ví dụ có rác hay gì đó thì Mỹ Dung cũng phụ đi làm sạch cái quán. Thì cũng là phụ kinh doanh đó. Thôi Mỹ Dung bây giờ Mỹ Dung xin phép chị quản lý Anna Dung. Anna Dung Bùi. Không, phải xin phép nếu mà trực thuộc cái quán này là phải xin phép cô Dấu Ngọc. À, xin phép cô Dấu Ngọc là mình về trên cùng với lại A Trướng, mình vừa bán trà mà mình vừa bán mỹ phẩm. Một thứ thì làm đẹp cho da mặt, một thứ thì làm đẹp cho sức khỏe. Cho sức khỏe đấy, sức khỏe đấy, hỗ trợ giảm cholesterol trong màu. Không, Mỹ Dung không tin đâu. Đây này, cái này cứ coi đi. Cái này A Trướng nói vậy thôi chứ Mỹ Dung không tin đâu. Hôm ấy kêu nhờ mấy bạn pha cho một ly uống thử coi nó làm sao. Em gái ơi, em gái chửi nhiều ơi em gái. Thôi em nói không nói Nhi ơi. Ừ, mình xả giọng đi, mình em nói gì nghe. Em quen Nhi ơi. Dạ, xin chào bà con cô bác ạ. À. Bảy giúp Trương pha cho Trương hai gói này đó. Hai gói vô cái ly đó. Đây là trà ô long cầu đất. Dạ. Pha hai ly thôi cũng được. Hai ly. Cho xin hai ly trà đá nữa, hai ly đá nữa, hai ly đá. Dạ, xin chào bà con cô bác ạ. À. Thì mấy hôm nay thì Thanh Trương làm bên đồ cũ, làm bên đồ cũ của ở bên quận 7 bà con cô bác, nên cũng ít xuống hội quán này, cũng ít gọi là đi gặp các anh chị, cũng mấy tháng rồi mới gặp nhau một hai lần. Hôm nay thì Thanh Trương mới làm ra cái loại trà đây, cái trà này là trà ô long cầu đất, nên hỏi chị Dung là nhờ chị Dung quay cho cái clip để quảng cáo. Mà giới thiệu bình thường á thì nó thì không ai coi, cho nên là Thanh Trương và đây là thanh lý được một bộ đồ của một cái nhà hàng ở bản luôn, ở trên bản luôn, ở thì trên bắt đầu mới bảo em mình nghĩ là không, ở trên đất thì hình như không phải bộ này, đây là Tây Bắc hay sao. Thì em mới hỏi là em mượn bộ đồ này để xuống đây quay với chị cho nó vui. Nhà đây là nói chung là sắp tới thì anh Trương sẽ làm các loại trà bà con cô bác, là trà ô long á đó. Mọi người mà cứ đi săn mây Đà Lạt á thì mình sẽ đi ngang có cái vùng đồi trà đó, có mấy cái quạt điện đó chị. Thì đây là em làm ra cái trà này á. Nhưng mà cái trà này thì thật ra là chị rất là hay uống trà nè, ngày nào chị cũng uống. Ủa vậy à? Nhưng mà chị thì bị lười á, lười cái túi á, phải đem đi pha. Dạ vâng. Còn ví dụ như mình làm bột á. Dạ. Em mà có cái dạng bột nữa. Dạng muối à? Ừ, có nghĩa là thả nó vô xong rồi quậy thôi, hoặc là cho chai nước suối lắc cái là uống thôi. Nó cũng tiện. Nhưng mà cái này thì rất là ngon nha quý bà con cô bác, cái trà ô long. Nếu nhưng mà nếu mà thả nó vô nó có thành cái lá không? Dạ không, đây là túi lọc đó chị. À, túi lọc rồi đúng không? Dạ, túi lọc rồi chứ không thành lá. Nhưng mà lý do tại sao tự nhiên cái đi làm trà vậy? Tại vì em thấy là trà nó tốt cho sức khỏe. Với lại thứ hai là em cũng hay uống trà. Với lại uống cà phê thì em nghĩ là em bán trà là phù hợp. Em thấy có nhiều dòng á, giống như ở mấy cái chỗ mà thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như Catinat hay cái gì, thì em ngửi cũng thấy trà ô long mà. Thì ở bên đó chủ yếu là trà ô long đó. Thì em mới thấy là ủa sao mình không bán trà đi. Em thấy bà con cô bác cũng dùng nhiều mà, rồi nhân viên văn phòng cũng dùng trà. Trà là giúp là tỉnh táo buổi sáng này, rồi giảm cholesterol, rồi mình cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng đó. Nói chung là nó tốt cho đường ruột á, tốt cho tiêu hóa. Thì em cũng mới nghiên cứu học mấy gần đây thì em mới biết, chứ bình thường thì mình uống trà đá thôi à, mình không có biết mấy cái trà loại trà này. Nhưng mà cái này có sản xuất thương hiệu riêng của em không hay là em với một ông anh là chung làm cái này luôn ạ. À, là chung hả? Có vốn là hai anh em làm. Là đọc gì? Ca già ti hả? Cái này là tiếng Pháp á. Tiếng Pháp hả? Karate. Karate à, karate. Còn cái này đặc biệt là ô long mà là hương đào nữa. Sắp hương tới là sẽ có hả? Nhiều hương. À. Chị thì bóc cho chị ngửi là hương đào á. Kia bạn pha luôn rồi kìa. Đó là có vị luôn rồi đó. Nhưng đó. Mà một hộp như vậy thì em sẽ bán bao nhiêu? Ô thơm lắm nha cả nhà. Rất thơm. Dạ, cái này thì từ từ hỏi anh bé pha coi thơm không bé. Thơm hả? Hồi nãy mới chửi tôi đúng không? Hồi nãy mới chửi tôi đúng không? Cái này là nhờ nha, trong kịch bản là nhờ ta đồng hoàng nha cả nhà. Thì cảm ơn em.
Cảm ơn em Mai, tại vì cái này là làm có nhiều hương lắm thì, nhưng mà đây là sản phẩm đầu tay á chị. Với lại mình khảo sát đấy, với lần đầu tiên bán cũng chưa chắc, cho nên sản xuất ít ít, đủ vốn có 1.000 hộp thôi à. 1.000 hộp cho nhưng nên, mà với lại giá cũng không cao nữa, là gần giá cốt luôn, chỉ một xíu thôi, nhích một xíu là 52 một hộp 10 gói túi lọc, như vậy là 52.500 đồng, thì em làm tròn 53.000 một hộp. Bán gì rẻ vậy, chị đi uống trà Âu Long rồi mấy cái quán là hết 80.000 ly rồi. Dạ đúng rồi, thì nhưng mà mình đang khảo sát thị trường, mình đang muốn bán thử, chị thấy không? Các hộp giấy nó cũng nó thật là cũng tiết kiệm, tại vì là nó đơn giản. 6, 7, 8, sắp là 10 gói đúng không? Dạ, một hộp 10 gói. Một hộp 10 gói mà có 50 mấy ngàn thì chạy ra là có 5.000 mấy gói à cả nhà. Uống dạ, cái giá nó phù hợp nha, nhưng mà quan trọng nhất là ở đây là cái đảm bảo cái chất lượng. Dạ thì cái này thì chị em phụ nữ hoặc bà con cô bác mà mình muốn uống thì có thể thêm đường, và ngon nhất là thêm mật ong. À thêm đường với mật ong vô hả? Hoặc không là... thì một trong hai cái. À hoặc là ai thích thì có thể bắt thêm miếng tắc miếng chanh gì không? Dạ sắp tới thì em làm sẽ, nếu mà dành được tiền thì em sẽ làm cam quế nữa. Cam quế nó cái nhiều hương dòng. Đó, phải không? Dạ cái hương á chị. Cái hương rồi mình pha chung là cam quế. Tại vì em thấy là em thử kinh doanh coi sao. Trước thì em có, nói chung là trước em cũng có thất bại lần là, nhưng mà em không nói cho ai biết là em làm trà tí tô. À là có làm trà tí tô rồi nữa hả? Làm trà tí tô mà uống nó bị uống không quen, nó bị kén á, cho nên cũng không dám tung ra. Rồi bây giờ là em cứ từ từ là em bán trên YouTube với lại TikTok, là em đang bán từng hộp á, thì giống cũng thử sức thôi. Với lại em làm bao bì cho nó cái này nè, em làm cho nó đỏ đỏ hơn chút nữa đi, tại sắp Tết rồi nè. Bà con của bác gói trong hộp quà. Dạ vâng. Rồi em kim trong mấy cái giỏ quà của team chị em Cương Dừa nè. Dạ dạ. Đó, chốt mấy cái đại lý đó vô. Chốt đa cái đại lý hả? Đó, chốt đại lý đó vô, sau đó là đưa sản phẩm này gói thành những cái giỏ quà. Rồi bà con của bác dùng để chưng Tết nè, hoặc là mua về để biếu tặng nè, rất là phù hợp. Dạ đúng rồi, cái trà này là nó tốt lắm, nên là em mới chọn cái này. Nghĩ mãi mới chọn cái này. Không, thực ra trà thì là chị uống đều đặn mỗi ngày khoảng cỡ 6-7 năm nay à. 6-7 năm nay. Vậy à, là em cũng không hay để ý, em tưởng chị uống cà phê. Không, chị hay uống trà lắm, một ngày chị uống trà nó chị cứ pha loạn loạn á, chị pha chị uống cả ngày luôn á. Và thực sự là nếu mà cái trà mà trà xanh như vậy á là bố của chị rất là thích. Dạ. Bố chị rất là thích, là bố ở nhà thì tự trồng tự uống luôn á. À tự trồng tự uống là... ở vùng Đắk Nông á. Đâu thì ở đó thì cũng trà xanh. Nhưng mà ở trên này thì mình sẽ khó kiếm như vậy. Mình có thể là ví dụ như cái túi lọc như vậy, hoặc là bà con của bác, các anh chị mà dân văn phòng đồ này kia đó, thì mình chỉ cần chế vô cái miếng nước nóng nóng, nước sôi thôi, là bắt đầu là mình ngồi mình nhâm nhi rồi. Nếu mà thích nữa thì mình cho vô ít viên đá, hoặc là xíu đường, hoặc là xíu mật ong, thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Dạ vâng. Cái này giúp cải thiện làn da nè, cải thiện lão hóa nè. Đúng rồi, chị, cái gì mà collagen gì á. Ừ, có nghĩa là trong cái trà nó có nhiều cái chất lắm, thậm chí là cái này mình pha đặc một chút nữa, mình ngậm á, nó tốt cho răng nữa. Ủa vậy chị? Ừ, em chế ít nước thôi, cho cái nước nó đậm đậm á, xong rồi bắt đầu là em ngậm thì nó giúp săn chắc nú răng đồ này kia luôn. Cái dạ, công dụng của trà xanh nó là như vậy. Mà dạ, đặc biệt là trà Âu Long nữa thì nó càng tốt nữa. Dạ em cũng nói thật với chị là em thích, và em cũng mới tìm hiểu thôi. Ngày xưa giờ mình chỉ đi diễn mới làm nội dung mà, chứ chưa bao giờ lấn sân qua kinh doanh hay là bán cái gì cả. Có bán bánh trung thu thì nó chỉ là một mùa thôi. Còn đúng thật là đây là em ấy, ông anh là nhà ông ở Cầu Đất luôn. Cho nên là sắp tới em sẽ lên Cầu Đất quay vùng nguyên liệu. Dạ, thì đây là trà Âu Long. Không, mà chị thấy đi là đúng hướng rồi đó. Có nghĩa là cái sản phẩm thì thứ nhất là sản phẩm nhỏ gọn đem đi được nè, rồi nhiều người dùng nè. Rồi sản phẩm để lâu được nữa nè. Đúng rồi, để lâu. Thì nó tiện rồi, còn giống như trong mùa trung thu mình chỉ có xài mỗi mùa trung thu thôi chứ mấy. Còn này thì dùng quanh năm, thậm chí là dùng hàng ngày. Đó. Thấy ok đó. Đẩy mạnh cái online với lại phân phối. Dạ em đang đẩy mạnh trên nền tảng xã hội của em. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Dung nhiều đã cho em nhiều cái kinh nghiệm kinh doanh. Có gì đâu, có cái gì ấy thì chia sẻ thôi. Cái này một là chế vô, hai là mình cho đá, mình cho cái này ra xong mình cho đá vô trong cái ly luôn. Dạ cũng được, tùy cách uống của mỗi người khác nhau. Không mà thơm lắm nha, cái mùi đào rất là thơm luôn á. Dạ đúng rồi. Cái mùi đào siêu thơm nha cả nhà. Mùi đào với lại mùi Âu Long. Rất thơm. Hai cái này nữa em biết làm gì không? Làm gì chị? Trời ơi, bởi vậy ta nói đi bánh hàng phải nghiên cứu. Lấy nó ra, sau đó để lên hai con mắt. Nó giảm thâm mắt. Ủa vậy luôn hả? Ừ.
Trời đất ơi. Ồ, vậy là mình đang còn non mà xanh lắm, như bức cà non vậy đó. Hai cái này nè, em pha xong em lấy hai cái miếng này nè em để đừng có đắp nút nóng nha, nó phỏng mắt nha. Nó để cho nó hơi hơi, nó còn hơi hơi ấm ấm thôi, đắp lên mắt. Nó sẽ giảm cuồng thâm mắt. Ồ vậy luôn là chị. Đó. Nãy em tưởng chị nói là còn công dụng là mình là trồng cây chứ. Trồng cây thì đem ra để nó làm phân bón cho cây thì là đúng rồi. Còn chị đang nói là mình làm đẹp trên khuôn mặt đó. À dạ. Rồi ví dụ pha đậm đậm chút thì nó thành nước tẩy trang luôn. Nó thành giống như là toner vậy đó. Vậy luôn hả? Có nhiều công dụng. Nó nhiều lắm, trà xanh nó nhiều công dụng lắm. Nó thơm lắm, nó thơm cái vị đào. Mà nó nó rất là đặc trưng nha. Từ cốt trà ô long á chị. Cái vị trà ngon. Ok. Ngon. À em Trương tuy là mới sản xuất nhưng mà xin tài trợ cho các buổi talk show nói chuyện của chị Dung. Ê. Vậy phải tặng một cái bộ tách. Hả? Tách dạ vâng thì đem đi kiếm cho chị cái bộ nào nó xong nó em đẹp. Phải dán cái logo trà vô. Có nghĩa là trên cái tách đó em dán cái logo trà vô. Thì ngồi thoát rồi này kia cầm cái ly lên uống kiểu giống như đây nè, ngồi sang miệt vườn nè, thấy không? Dạ. Thì nè thì là biết đang uống cà phê của ngồi sang miệt vườn. À dạ dạ. Còn à. em ví dụ như em lấy mấy cái ly trong vậy thì nhìn cái màu trà nó sẽ đẹp hơn nè, dạ. Xong rồi em nếu như mà mình làm ít á mình không cần phải đem đi full logo chi cho nó mắc. Em làm logo trong á, logo trong dán. Rồi dán. Dán vô cái ly thôi. Ly nhựa. Dạ đó vậy cũng được. Thì mình có thể là để trò chuyện nè. Còn nếu mà hay nhất nữa là cái giá trà mình lấy cái giá phân phối thôi, xong rồi mình để cho ngôi sao miệt vườn làm trà đá cho khách. Trời ơi. Nhờ vâng, để em hỏi sang xin mệnh luôn á. Anh á coi. Tại vì 53k là gọi là cũng sập sàn rồi đấy. Không, ý là mình cái giá bán lẻ thì khác, còn ví dụ giá đại lý nó sẽ khác. Và đem về em hỏi lại cho nó chắc, tại vì con mới kiểu như ít vốn mình cũng tập trung mới sản xuất. Em nói thật là có 1.000 hộp thôi. Chị nghĩ vậy vào cái dịp Tết này thì bán nó sẽ nhanh hết mà. Dạ. Ok á. Dạ, cảm ơn chị Dung nhiều đã hôm nay cho em có nhiều kinh nghiệm để em bán trên các nền tảng xã hội TikTok các thứ. Mong cả quý vị khán giả, bà con cô bác mà có nhu cầu thì ủng hộ Thanh Trưng nha. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ, ủng hộ qua số nào? Dạ, số là em đang lo lắm chị ơi, em chưa đủ tiền mua cái sim với cái điện thoại khác nữa. Ủa thì mình đang xài số nào thì mình cứ bán điện thoại hàng số đó có sao đâu. Cái số nào em có Zalo để bà con cô bác dễ kiếm. Bị quấy rối hoài luôn. Quấy rối hả? Quấy rối. Thì quấy mình, người ta quấy mình thì mình quấy lại. Em mắc cỡ mấy cái bữa trung thu khóc ròng luôn. Sao vậy? Bom hàng à hay gì? Không bom hàng nhưng mà bị quấy rối ABCD, XYZ đó hả? Bản thân mình nhiều. Ghê vậy? Nữ hay nam? Nữ nam có hết. Vậy hả? Có luôn hả? Có khi là mọi người có thể là thấy hâm mộ hay là mình thích nhưng Thanh Trương thì... Nhưng mà có nhiều người... Em sợ thật mà, em có làm clip xin lỗi mấy người đó. Tại vì không chỉ một số đâu chị. Em chặn xuống này là mọc lên số khác, chặn xuống này mọc sùm luôn. Ô trời. Ghê vậy? Đợt đó em nản luôn mà bán chả được bao nhiêu mà bị ấy cho nên là... Không. Nhưng kênh mà... chị cũng có một vài người nha. Có nghĩa có là người ta kiếm qua bên fanpage á. Xong rồi người ta gửi clip, người ta gửi hình ghê lắm. Tùm lum luôn. Nhưng mà mấy cái đó thì mình chặn đi thôi. Tại vì bây giờ thế giới mà bao nhiêu triệu người đó thì có một hai người người ta này nọ thôi. Thì mình chặn người ta đi thôi là xong. Dạ bà con cô bác, số Thanh Trương bán hàng thì cũng giống như cái bán bánh trung thu của bà con cô bác là 0909455295 ạ. Nhà cảm ơn bà con cô bác. Hoặc mình có thể, mình ai mà có TikTok thì có thể vào Trần Thanh Trương rồi coi Thanh Trương like rồi mình mua trên đó cũng được cho nó rẻ hơn một xíu ạ. Ủng hộ 10 hộp nha. Dạ? Ủng hộ 10 hộp. Ôi, cảm ơn chị Duật nhiều, cảm ơn chị Duật. Ủng hộ 10 hộp mở hàng chiều hôm nay. Dạ, cảm ơn chị. Mỗi ngày được 10 đơn tới tốt không? Không, em mới bắt đầu like được 2 ngày nữa. Vậy hả? Mới được 2 ngày. Mà hôm qua em nói nó bị chậm. Nói bậy phải không? Không, nói bậy. Nói mấy cái từ bị cấm á. Kiểm soát cân nặng healthy rồi bị trừ 3 điểm. Mà thôi cũng đang ráng học thôi chị ơi. À thôi kệ đi. Rồi cảm ơn chị
Cảm ơn quý vị khán giả, mình kết thúc clip đây nha chị. Bà con cô bác ủng hộ Thanh Chương nha, bởi vì trong cái công việc kinh doanh mà nó khởi đầu nó sẽ có những cái gian nan, nó sẽ có những cái mà cần phải cố gắng lắm mới vượt qua được. Và thật sự là chị thì chị kinh qua những cái giai đoạn này rồi, thành ra là tụi em cứ vững tâm thôi. Và mình làm cái gì nó cũng phải bền bỉ. Cái gì cũng vậy, mình phải làm vượt qua 3 năm nha. Vượt qua 3 năm. Vượt qua 3 năm em cứ kiên trì em làm cái việc đó. Và tốt nhất cái việc đó em làm 3 năm đi, nó sẽ thấy cái thành quả của em. Còn ví dụ như em cứ được mấy tháng em thấy nó không có tiền, tiền chưa về, người ta chưa ăn, em nản em bỏ, cái em lại đi kiếm cái khác, xong rồi em nản em bỏ. Em cứ vậy là cuộc đời em nó cứ vậy nè, nó cứ vòng vòng giống như là em cứ chạy xung quanh cái cây vậy, em chạy hoài. Dạ vâng. Đó, còn giờ em đã quyết tâm cái gì rồi thì em phải kiếm được cái lý do để em đeo bám nó. Dạ. Có nghĩa là có cái sự quyết tâm trong đó rồi em dồn sức dồn lực cho nó thì chị nghĩ là nó sẽ thành công. Nha, em cảm ơn chị. Nha, cảm ơn chị nhiều. Nó tay như buổi trao đổi kinh nghiệm tọa đàm doanh nhân với nhau ấy. Khởi nghiệp thành công rồi chị. Khởi nghiệp thành công. Chúc khởi nghiệp thành công mỹ mãn nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị khán giả nhiều. Cảm ơn chị quay cho em. Lâu quá không quay clip cũng mất cỡ. Mất cỡ. Trời ơi, tắt tất danh hài đó cả nhà. Danh hài đó cả nhà. Không, nói chung cái gì mình làm mình ít làm cái nó bị quên thôi. Dạ. Sao đâu, thường xuyên quay lại với team thôi. Dạ. Tại em cũng xin lỗi quý vị khán giả luôn, đợt vừa rồi không có đi làm truyền thông là bởi vì nói thật với chị là em nhận lưng cứng ở bên chỗ công ty gia đình. Mà lưng cứng mà chị hiểu rồi, em phải phục vụ vào thời gian chứ. Nhiều lắm chứ. Cũng ví dụ như em rảnh nha, ví dụ như hôm thứ vừa rồi là em rảnh là em mới chạy xuống á. Chứ còn mà em cũng vẫn đi làm á quý vị khán giả, mong quý vị khán giả thông cảm nhé. Chứ xưa giờ em mà rảnh là em vẫn đi phụ hay là làm với mọi người mà. Nhận lương cứng rồi cho nên đâu có lấy được đâu. Nói chung cũng công việc nữa, giờ nếu như mà nhận lương của công ty thì phải đi làm cho nó đầy đủ, chứ không thể nào mà cứ chạy chuột như vậy được, người ta cũng không có chấp nhận đâu. Dạ, thành ra là mỗi người mỗi việc thôi, túm lại là cứ rảnh thì chạy xuống thôi. Dạ, dạ. Hả? Dạ, cảm ơn chị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác trong những clip tiếp theo ạ.